Đức Giáo Hoàng Francisco đã trò chuyện với một đám đông phấn khích với khoảng 5.000 người tại sản Phaolô 6. Ngài đã không bỏ qua bất kỳ cái vẫy tay, nụ hôn hay cái vút ve nào trong lúc bước đến sân khấu chính. Nhiều khách hàng hương ấm con của họ ra phía trước để Đức Giáo Hoàng bè phép lần. Một vài em còn mặc trang phục rất cá tính. Đức Giáo Hoàng Francisco đã bắt đầu một chuỗi các bài giáo huấn mới về đức cậy. Trước tiên, Đức Giáo Hoàng cảnh báo các Kitô hữu không nên nhầm lẫn đức cậy với sự lạc quan. <laughs> L'ottimismo delude, la speranza no. Chiaro? Quando noi siamo nel buio, nelle difficoltà, non viene il sorriso, c'è proprio la speranza che ci insegna a sorridere in quella strada per trovare Dio. Đức Giáo Hoàng Francisco lý giải rằng đức cậy của Kitô giáo giúp chúng ta đối mặt với những thử thách của cuộc sống một cách kiên định vì họ tin rằng Thiên Chúa ở bên họ. Ngày 9 tháng 12 là ngày quốc tế chống tham nhũng và ngày 10 là ngày nhân quyền quốc tế. Do đó vào cuối bài giáo huấn, Đức giáo Hoàng đã nhấn mạnh việc chiến đấu chống lại tham nhũng và bảo vệ nhân quyền luôn song hành với nhau. Đây là một trong những bộ ý kiến chung sinh động nhất trong một thời gian dài. Có rất nhiều màn trình diễn âm nhạc, một nhóm các lên mục đến từ Iraq, một ban nhạc người Đức, một ca đoàn từ Tây Ban Nha với giai điệu milonga này. Bộ ý kiến chung còn mang màu sắc Mexico. Đức Giáo Hoàng đã dừng lại để chiêm ngắm hang đá được mang từ Querétaro trong hành lang của sản Follow 6. Còn có một nhóm lớn du khách Mexico mặc trang phục truyền thống